Là bây giờ là lại có câu phụ chị hả? Thấy không? Đang lột nhà. Vậy là bữa nay chị dạy cho nấu nghe rồi đặng mai mốt biết nấu luôn nghe. Đang lột đặng. Ừ. Dở cái ở ngoài trước luôn. Trả luôn. Ai mua cải nè Thanh? Ba mua. Không đợi đợi xe đẩy mua. Nhớ ba mua hả? Chứ phải chú Kha mua hả? Chú Kha đi chợ mua con vịt. Ừ. Mua chưa? Chưa, đang đi chợ. Rồi nhà đang làm tới đâu rồi? Mới làm tới sao rồi. Đúng, hôm qua cũng làm nhà của ông Út xong rồi nè. Làm rồi hả? Ừ. Qua chẳng ngang thấy chú đứng trên nóc nhà đó. Mau à? Ừ. Mau đâu nguyên ngày luôn đó chứ mau gì? Ừ. Tại nhà đang lớn hơn nhà cha con làm lâu. Dạ, cha con một người, một ba người thở. Hồi hôm qua Dũng chở ngang con thấy chú đứng trên nóc nhà con dòm luôn thấy không? Dòm trên nóc á. Ừ. Chú đứng trên á. Còn hai ba người thở đó. Ừ. Nè. Bây giờ chị sẽ chỉ cho mấy thằng làm dữ hơn. Cắt cải ra. Hôm nay chú Năm làm nhà quý vị, cho nên là Kha mới nhờ nhà mình nấu giùm đồ ăn cho thợ ăn. Nấu cơm và nấu cháo. Hôm nay bé Thanh mới đem cái nồi lại nè. Bé Thanh xách đồ đồ đi lại. Thấy được không? Ừ. Từ từ cẩn thận để đứt tay nha. Đó, được rồi. Ờ, đó. Đi. Từ từ làm thôi có gì. Đó, tắt cái loa kìa, thấy chưa? Đó, 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 có gì đâu không được. Chị cái biết liền luôn. Rồi. Rồi, rồi, làm cái khác thử coi. Thanh con tâm quá. Ôi, mệt quá. Ừ, để chị bắt quạt cho mát nha. Làm nhà nó mệt. Sao đi? Số 3 thôi, đang lạnh lắm. 3 cây đồng tài. Mấy cây? 3 cây. Sau sau xuống chút, cẩn thận mình gửi cho nó dễ hơn. 3 cây đồng tay với 10 miếng tay, 10 miếng to. Vậy hả? Mình thiếu thì đi mua thêm. Rồi cái tí nữa mình đặt xong như thế này nè. Thiếu đầu mình sẽ cho nước vào rồi thiếu rồi mình đi mua thêm. Đúng rồi. Thiếu mua thêm để thôi dư có công trả lợi ngại nha. Ngại. Ừ. Rồi em cắt đi rồi chị gỡ cho. Gỡ. Gỡ ra. Ừ. Gỡ ra lấy lòng cho thọ ăn cơm. Ừ. Cơm. Cho thợ ăn cơm. Ừ. Đang làm trên nóc nhà cũng á, có leo xuống được đầu. Mấy thợ là mướn ba thợ phải không? Ba thợ. Ừ. Thì có ai có mấy anh em YouTube ai phụ không? Chưa ai qua. Chưa qua hả? Nghe chú Kha chú mới qua, chú Tính chú Phương qua đi về vậy. Ừ. Sao đi vậy? Kêu ông ở lại ông không chịu. Dạ, sao vậy? Kêu ông ở nhậu không chịu. Đúng không nhậu dịch này không có cái nhậu. Nhậu chỉ ba người thôi à. Con nói chuyện nhẹ nhẹ cho đó chứ con đừng có nói. Nhậu chỉ hai người thôi à. Ừ. Nhậu lên hai người thôi à chứ đâu nhậu nhiều phạt cái bà nội. Đúng rồi, nó mất anh nói chuyện nhẹ nhẹ vậy đó các bà dễ thương luôn á. Thấy không? Chuyện nhẹ nhàng vậy có nghe vậy. Rồi cắt tiếp đi con. Tập làm mấy món biết tự làm mình làm ăn luôn. Làm đúng rồi, nhiều khi không có ai nấu cho mình á, mình tự biết. Mua không? Dịch về. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận cái tay nghe. Mua dịch về nấu á. Mua dịch xong rồi nấu. Ừ. Biết chứ còn mặn dịch con không biết mặn. Lát nữa chị chỉ cho là con sẽ biết nấu nhiều và em sẽ biết nấu nhiều thứ để em ăn, phải không? Nấu món này món kia kìa. Kêu chồng mà chú, kêu con rồi, kêu bọn chị, kêu vợ ông chị kìa. Ê, nó, biết cái đó, ở để đó, cái đó là đúng rồi, đã đây vậy đó. Ừ. Cái kể nó lạ vậy, cái góc lạ vậy, phải em Thanh nhìn. Thanh nhìn thích cổng lạ. Sao cổng nó lạ quá. Thanh thấy còn góc đó nên Thanh nhìn. Rồi, cái đó còn bỏ qua đây luôn. Bỏ ở đây luôn đi. Coi có sâu không? Ờ, gì? Chó vậy? Để sâu ăn vô chắc đùn ạ. Ờ, giỏi quá. Quá giỏi rồi. Rồi, cắt luôn. Hay ghê. Ê, bỏ, lấy con tay ra luôn. Ừ, bỏ con tay ra, đừng đút con tay vô đó không hiểu. Nè, cái cọng này nó bị hư như vậy là nó bị hư rồi nè. Mình phải rửa. Không, thì chị chỉ cho em nè. Cái này hư, cái mình cắt sâu vào một tí nha. Cái nào hư thì mình cắt sâu rồi mình bỏ. Rồi, lấy con này nó con đi. Đúng không? Vui không? Thấy công việc bếp nó cũng vui lắm chứ bỏ. Đừng có ngắt. Chị. À. Không có chúng tay đâu, mình sợ mình cắt đó là mình đã có cắt rồi phải không? Đó. Cắt chúng tay. Có người dạy là từ từ làm được à? Chúng chảy máu. Ừ. Cắt tay chảy máu. Chúng vô tay chảy máu. Ừ. Rồi con làm con gắng chú ý con nhớ nha, cái mai mốt con tự làm nha. Làm đồ ăn. Ừ, làm đồ ăn. Làm đồ ăn.
làm đồ ăn nó nhẹ nhẹ vậy đâu rồi ăn dạ. Ăn mạnh như vậy làm đồ ăn cho thỏ đó à, trời ơi dễ thương không làm đồ ăn cho thỏ ăn sáng giờ là hai thảo uống ly cà phê rồi đó uống ly cà phê rồi đó uống bao quất nữa hả uống đúng rồi uống cà phê à, đó chuyện nhẹ nhàng vậy đó uống cà phê uống quen người lắm cũng mạnh lên rồi người thì phải uống mà còn kêu người trả tiền rồi có còn ai trả tiền ăn sáng kìa con còn mấy cây nữa kìa chú tính ăn sáng kìa để cho Thanh làm xong đi chú ăn Thanh sáng ăn chưa ăn rồi sáng ăn gì vậy sáng ăn bánh canh rồi, ăn bánh canh hả hôm qua ăn bánh canh nữa hả lát nhâm Thanh rửa được không ta nhâm Thanh rửa này được không bán chỉ rửa đi rồi cắt đi chưa cắt xong đi đặng ra kêu một cô đấy chú phải cô chứ chú chỉ gì kêu anh bằng chú mà kêu gì loạn xạo á kêu sao thấy thoải mái là được kêu chồng bằng chú kêu vợ bằng chị đâu có họ hàng gì đâu còn có chị rồi thăm trẻ ít quá ha nó kêu nó bằng em nó kêu anh bằng anh á sao tự nhiên cái nó kêu mình làm chú qua kêu mình chú luôn nó kêu mình bằng chú rồi mình kêu nó bằng con lại rồi bỏ đi Thanh cái nó bỏ đi em rồi tiếp theo mình sẽ bưng ra sau nè rồi Thanh bưng cái đó đi vậy Thanh rửa cái Thanh rửa được không từ nha rồi nè Thanh để vô sao Thanh mới tóc hay gì chứ tóc bù xù chứ sau đó Thanh lấy bột muối trời bột muối đó sao muối rồi sổ ra cái mặt tay của mình đúng rồi cây già thêm vài hột nữa bị ít gạch để sạch muối để cho nó mình rửa cho nó có sâu rồi nó chết á đúng không để nó chết sâu á rửa tay ai mình đừng rửa tay vào cái đó mình rửa tay xong rửa tay rồi sau đó mình rửa cho nó sát khuẩn rửa tay xong rồi cho nó ngập lên kéo lên như vậy nè 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 để chị chỉ nè em kéo lên nè nó cho cái lá nó ngập xuống nè để xuống. Anh kiếm nha, để thêm muối hả? Ừ. Rồi như muối thấy được rồi đó. Rồi mình để cho nó tan ra một tí đi. Trong khi mình đợi nó tan hết, mình lựa những cái lá gì nè. Nè, thấy không? Cái lá này là nó bị úa rồi nè. Mình sẽ nhắc nó mình bỏ vào bột gác. Nè, đây có cái bột gác. Rồi hai chị em mình cũng rửa nha. Rửa. Nè, nè, đưa lên cho nước vậy nè. Chết. Đúng rồi, Thanh cứ rửa đó chơi nha, chơi hoài nha. Con rửa con để nha con, để chị Tư làm cái sao? Nào, cái nào mình dơ, cái đánh tay mình cào cào nó ra. Ờ, mình kì kì cào cào nó ra nè, giống như mấy cái chặt này nè ha. Nó thấy không? Đó, Thanh giỏi chưa? Đây, cọng rau của Thanh rửa đây nè, nó thấy chưa? Chơi nhà trâu chứ chưa sạch sẽ đàng hoàng tưởng chơi nhà trâu vậy thôi sáng tắm rồi gọi đầu hay vợ có gọi đầu không có nè nghe chị dạ ướt luôn hay vậy mày mốt ướt luôn nè mày mốt gọi đầu là phải gọi bằng xà bông cho nó thơm gọi ướt luôn á mà Thanh có gọi xà bông không chó gọi xà bông gì xà bông chai gọi cho nó thơm xà bông nha dạ gọi đồ mình gọi giặt á đi mua trái mua vịt nữa đồ mình giặt cũng phải là để mua xà bông vịt đem lại đây cho chị làm chị làm cho cái chú ăn mấy chú ăn rồi cho Thanh cúng nữa cúng mày ăn vậy hả có cúng không có con muốn đó. Con muốn biết làm đồ ăn thì là đây là chị Tư chỉ luôn cho làm mua vịt cúng rồi mới ăn cúng xong rồi mới ăn cúng xong rồi mới ăn chứ đâu mình chưa cúng sao ăn được vậy hả không cái đó là mình mua cúng á thì mình mới cúng còn nếu mà mình mua ăn thì không cần cúng không phải cúng thuộc hạ chưa cúng đâu biết tập vậy hả chứ Khoa nó cúng hả cúng là phải chéo con vịt lại chéo hai cái giò lại chị biết chéo á còn đâu biết cái con vịt đó đâu nè đâu biết cầm còn đó nè nè cái này còn sót nữa mới nè thấy không con đâu biết làm con vịt đó đâu
kéo hai cái giò lên. Đúng rồi. Tí nữa chị chỉ cho em Hà. Để chú Kha đi chợ đi. Để cho em nhìn nha. Để chú Kha đi chợ mua đi. Ừ. Mà chú Cường không dám bỏ tiền ra mua. Mua tiền là chú Kha để tiền ra mua toàn với đầm tay. Ừ. Tiền của Mạnh Thường Quân. Mình có Mạnh Thường Quân đó. Mạnh Thường Quân tốt bụng không? Mạnh Thường Quân gửi cho chú Kha. Rồi làm xong rồi hai vợ con về đây ở dưới ba luôn. Con cũng về ở dưới ba đây hả? Dạ. Ở dưới ba là phải ngoan nghe không? Ở dưới cha. Ừ, ở dưới cha là phải ngoan nghe không? Ở dưới cha. Ừ, ở dưới cha. Ráng học nấu ăn đi rồi ở dưới cha đang nấu đồ ăn cho cha ăn. Ừ. Chứ về mà bắt cha nấu đồ ăn cho con ăn là tội đó. Mình đi chợ mình ăn đâu bằng mình nấu đâu còn là, còn nào. Dở cái ngoài kia nữa. Ừ. Dở chỗ cái cửa sổ nữa. Ừ. Dở hết luôn. Lót nhà bự lên. Ừ. Chứ đừng nói lót nhà lấp cát nhà tài. Nhà lấp cát luôn đó. Nhà lấp cát ở không được. Được. Nhà lấp cát vẫn ở được. Chị kia chỉ ở ngoài Mỹ thì điện hoài em không bắt mắt. Vậy hả? Hả? Sao em không nghe máy, em nắp bận hả? Em nói em đang dỡ nhà. Chị hả? Chị kia ở Mỹ tên gì? Tên chị gì đó còn không quên luôn rồi. Quên nè. Quên nè. Là cái chị nào mà gửi bông cho em? Cái chị ở ngoài Canada ngoài á. Ở ngoài Canada á. Cái bàn tay của Thanh nè, bàn tay không có làm nè. Đúng không? Ngoài nè, nhìn bàn tay nè, không có miếng mắt, miếng ruột gì, không có làm đó. Không có làm đó. Không có mặn. À, được ăn Dũng nuôi mà, phải không? Dạ, chào Phương mày. Cả giờ nó vậy chứ hồi trước hai đứa nó cũng làm thay bà chứ. Làm đi mua dây chai nè, đi câu rồi này kia. Thanh á, phờ phờ ngoài nắng. Trên mấy mốt chị dậy chỉ nè, đi nắng là phải đội cái nón lên. Trên trển sập bầy. Sập bầy hả? Nghe chị dặn hôm qua mưa lớn quá. Nó đọng nước. Sập cái gì? Sập cái mái che chứ gì. Cái mái che của nhà con hả? Chơi cầm cầu hả? Cái mũ trên đầu phải không? Sập luôn hả? Động nước sập luôn. Tại vì nước nhiều quá mà. Động nước nó ăn mặn. Động nước sao chồng Dũng con không đẩy nước đẩy cho chảy nước ra để cho sập. Rồi sập xuống luôn. Rồi con xin cái miếng toàn nó con dạng lót lại. Thương ghê luôn á. Ông bà á trà là toàn nhà toàn nhà nước la. Em thấy cái bắt đầu chỉ toàn thì xin về nữa rồi. Chỉ toàn khao. Toàn đó lợp lại lợp cho có thôi chứ bằng gì. Không có, con lợp chỗ cái giường con. Nhưng mà toàn có cổ mở ra bành chứ. Trên cái giường của con đó. Ừ. Lợp chỗ cái rồi sập rồi có sửa lại chưa hay là còn để vậy luôn? Để vậy luôn. Nè, nhìn chị sập rồi để vậy luôn kìa. Đổ nhẹ nhẹ vậy thôi, đổ từ từ. Không sửa lại. Em đừng có đổ mạnh quá, đổ mạnh quá nó sẽ giang. Xin miếng to nó không sửa nè. Nhưng mà mình sẽ rửa cái thao trên đây có rất nè, mình rửa cái thao. Rồi muốn rửa tay phải không nè, rửa tay rồi mới hứng nước chưa, rồi mình làm tiếp chứ không? Đó, đúng rồi, làm tranh thủ đi với hai chị em làm chắc tới chịu luôn á. Làm chua ăn rồi, rồi em đưa cho chị cái miếng dưới đó đi. Đó. Miếng nhám dưới nữa, miếng kia đang đen đó. Ờ đúng rồi. Đây. Thì chị chà cái gỗ của em nó vô đó. Gỗ sao gỗ rồi. Không, cái đó mình sẽ rửa lại nữa. Gỗ thanh em lại luôn hả? Ờ. Nãy con đem cái gì dưới vậy lại? Gỗ đó hả? Đổ không à, với cái nồi, với cây nồi nấu cơm. Lúc em đi chợ chưa dễ ngồi trước chợ hả? Không có ngồi trước, ở nhà đặng thấy em chạy sao đặng á. Là chạy kêu với rồi chị để nấu cháo gì em. Mua vịt rồi đem đặng nấu cháo. Đi nghe. Em đi chợ nghe nó thấy kêu ha. Hôm qua anh đi lên cổ, chạy ngang cũng kêu với nè. Bí trình, đừng sao em. Hay lắm, sao em chạy xe mà được. Tự đứng trên nóc nhà. Mà biết hết trơn luôn á. Chị rác nấu cháo gì đứng trên nóc nhà. Không ghê đi chơi. Mua vịt về nấu còn có nữa kìa, còn có nữa không? Còn chứ, nước sạch nữa. À, đó, cái gỗ mình phải chà cho sạch sẽ vậy nha, để nhiều khi nó đóng dơ cái nó có vi khuẩn á, mình ăn nó bị bệnh biết không? Ừ, mình sẽ rửa cái này nữa xong rồi thay lên. Ừ, em chỉ nó chuốt kìa rồi uống bia hả? Uống thì kia chút xà mua. Hả? Sao anh không mua đại? Trời ơi, con có biết bia Sài Gòn. Chứ không biết bia gì? Bia Sài Gòn. Bia Sài Gòn hả? Ừ. Thường bia thùng mình á. Thường đẩy bia 3G không mà. 3G đó là bia 3G đó là để dành đi đám thôi. 3G để dành đi đám.
đâu biết vô burger là mắc tiền đó hả? Mắc tiền lắm á. Vậy đó hả? Ừ, mắc tiền lắm á. Chị mời chị quay. Sao đợt này lần này nữa là xong rồi nè, ba nước đủ rồi. Có điện thoại của ai vậy Tường? Mắc lắm á. Bây giờ nó để ta đi giáp giảm dỗ. Bữa lúc em nắm dỗ bằng nhà thuốc kha lắm tên. Nhậu hai chồng xong rồi dẹp luôn, tự dẹp luôn. Chị bé giỏi nha Gân. Điện thoại của ai? Xong rồi đó hả? Xong rồi. Sạch không ta? Sạch không? Sạch. Sạch hả? Dở quá. Cho thành 9 điểm ha. Con kiến mà.